Shop nhao.vn Acli Quân giá rẻ chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp tục clip về vị tướng Nokarat Nakaroth nha. Tại vì thật sự ra mà nói thì mình cảm thấy mình thích hợp đi rừng thôi các bạn ạ. Chứ mình đi những cái lan khác thấy đồng đội mình nó đi rừng, chỗ mình tức lắm luôn các bạn. Trời ơi, nãy vừa mới đi support xong, trời gặp cái ông rừng, trời ơi trời, tức ngói máu luôn á. Đánh không chịu thắng các bạn ạ. Đánh thắng rồi chỉ có lên đẩy cái trụ nhà thắng thôi, nhưng mà không, anh ta đi giết người cơ. Ui giời, thế là cái ke tua loay mồm ra, cày thế cơ chứ. Bực mình quá thì trận này bắt buộc phải đi rừng thôi các bạn. Làm clip nhiều lúc cũng buồn lắm các bạn. Nhiều lúc mà làm clip cuối cùng cái kết thua sắp mặt, không lẽ mình úp cái clip nó lên chứ. Bực thật đi, nhiều lúc buồn rơi nước mắt chảy nước mũi, nhưng mà không biết làm sao. Thôi kệ, hôm nay mình đi rừng với các vị tướng Nakaroth nha. Mình có đi rừng thôi, nhưng mà đặc biệt những cái con tướng nào đi cướp rừng ngon thì mình nghĩ rằng chỉ có Na thôi. Mình cái tính của mình nó gọi là hay gọi là khoái cướp các bạn ạ. Nhưng mà những cái con tướng khác thì cướp nó thứ nhất là qua cướp được thì cướp được đấy, nhưng mà về có còn người hay không, thế là chỉ còn lại về là về trong nhà luôn thì chết luôn đấy. Cướp nó kìa, úi giời, vãi cả cướp ạ. Bạn dám cướp không? Mình hỏi thật một câu, bạn dám cướp không? Mới là điều quan trọng ấy, bạn cướp đi. Tôi có chuyện chị này qua mà cướp này á. Úi giời ơi, chớp chớp à, vãi cả chớp chớp ạ. Cái gì chớp thế? Hồi nãy là đồng đội Hindu theo mình nó, bạn ấy cũng xin đi rừng, nhưng mà thôi mình cứ bảo là thôi dừng, cứ để mình lo cho nhá. Chuyện đâu còn có đó. Nếu cái gì khó thì cứ bảo em. Em phê quá à. Em phê quá trời phê luôn ấy. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Quánh nó anh em ơi, quánh nó anh em ơi. Ôi ôi, ôi ôi, ôi ôi. Ôi ôi, ôi ôi, ôi ôi, ôi ôi. Ôi giời ơi, vỡ mồm. Vỡ mồm thanh niên nhá. Thanh niên hoi này, hoi thanh niên này. Chết này, chết này, chết này, chết này. Láo nháo là quỳnh quánh cho ăn cháo luôn. Các bạn thấy hôm nay cái giọng của mình nó có kiểu giống như là nó bị ôm ôm không? Hiện tại đang bị đau cổ các bạn ạ. Mình cũng không biết nữa. Ui, đánh nhau, 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 đánh nhau. Chơi nó, chơi nó. Ở flat với chúng tôi này. Láo nháo này. Chạy đi đâu em yêu. Có chuối mới vào, tôi đã có chuối rồi các bạn ạ. Một mạng loài mồm luôn. Ăn thêm con quái nữa. Ôi giời ơi, rừng bạn là rừng mình. Về đi Hindu ơi, về đi bạn ơi. Bạn này mà không chịu về ạ. Mình sẽ cố gắng giúp bạn này, đi về đi bạn. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi xong, Hindu bị mắc tường rồi. Mắc tường rồi, thanh niên. Ôi giời, ôi giời. Làm sao, làm sao. Oh my god, hãy xem tôi đây. Trời ơi là trời. Mình thoát được khỏi vị tướng Grinat với cả Violet rồi đấy các bạn. Nhưng mà cái con tướng được Vlad này, đó là gọi là một cái ngoài dự đoán của mình. Nó nằm ngoài cái dự đoán của mình, đâm ra mình không thể tính được cái mức đường mà đến mức độ con đập Vlad nó bay vào nó chữa mình. Chứ nếu không Gin Grinat với cả Violet mơ mà đụng vào đấy mình, thật luôn, mơ nhá. Khó đụng vào mình lắm. Buồn quá. Thôi không sao, mới vào thôi, chết mà ăn thua gì mà buồn, đúng không các bạn? Có dầu khó. Các bạn có biết không, mình làm clip cũng vất vả lắm các bạn. Các bạn đang xem clip của mình thì cho mình xin một lượt like với nhá. Ê kìa, kìa. Trời ơi, Hindu ơi, bạn tốc biến vào cái con Grinat là ngon rồi. Tốc biến vào con Devala làm cái gì, máu của nó nhiều. Mà con Devala thì nó lại cơ động hơn được Grinat nữa. Grinat nó không có chiêu. What the hell, what the hell. Làm sao, làm sao, làm sao, làm sao. Thôi đi về, ăn được bùa được rồi đó, thấy không các bạn thấy không. Mình nói đấy mà, mình cứ bùa ghê lắm. Nói các bạn không tin. Chơi nó, chơi, chơi nó. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Uầy, 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 uầy. Ủa nó bật chiêu cuối đó. Nó hồi máu cứ như vũ bão ấy các bạn ạ. Đau vãi. Ghê thiệt chứ. Có được con bùa đỏ theo bạn này kìa. Đố lắm, cứ nghĩ ra các bạn dám qua cướp bùa bình đấy. Đấy là đố bạn giống cướp luôn đấy. Các bạn thấy mình chơi nào. Hở ra một cái là mất bùa nha. Gắt lắm. Mình đâu phải dạng vừa. Mình nói thật, chơi những cái lan khác thì mình chờ đồng đội mình nó gánh cho mình chứ. Mình đi rừng thì 10 trận là mình 9 trận là mình phải cố gắng mà gánh tem. Chứ nếu mà trận kia, nếu mà ấy là đồng đội mình nó gánh là do đồng đội mình nó quá hay. Mình không cần thể hiện đấy. Không phải dạng người đâu.
Violet The Flash. Violet là mục tiêu ngon hơn là con The Flash nha các bạn. Con The Flash nó có chú cuối, nó xoay ấy. Kìa cả mình thấy Violet rồi kìa. Tôi chơi trong nhà thế này làm sao mà ăn được bây giờ? Không có các bạn. Không có rồng. À không có bùa xanh. Sắp ra rồi, bùa xanh các bạn sắp ra rồi. Nhưng mà mình có lẽ mình sẽ bỏ con bùa xanh các bạn đi. Mình sẽ lúa cái con bùa xanh cho mình, xong rồi mình qua mình sơi luôn con bùa đỏ nó. Ê! Chơi là phải cướp chứ. Nếu mà không cướp thì các bạn là không lên trên na. Các bạn trên na có luôn là các bạn phải me cướp bằng được rừng cho bạn. Đấy là cái lợi thế mạnh nhất của vị tướng na. Đó chính là đi cướp bùa. Còn nếu mà các bạn chơi na cà rốt mà không cướp bùa ấy thì là các bạn trên na thất bại. Mình nói thẳng luôn, kể cả các bạn biết múa đi chăng nữa nhưng mà không cướp được bùa thì nó vẫn gọi là thất bại rồi. Nếu mà thành công nhất thì vẫn phải là cướp bùa thành công. Các bạn có để ý 10 trận chơi na cà rốt của mình thì gọi là 9 trận mình trận nào cũng phải đi cướp bùa, trừ cái trường hợp các bạn nó canh quá mình không cướp được thôi, chứ chỉ cần hở ra thôi 2 giây thôi là mình phải có con bùa. Chạy đi đâu em yêu, chạy đâu em yêu, uế liều ơi, bay vào đập như đập thịt đấy nhở. Các bạn đã xem clip của mình, đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với. Nói chung là mình cũng khá là vất vả đấy, mình làm clip với khạt cả tiếng nhưng mình vẫn cố gắng làm. Mình không muốn làm một cái clip mà mình kiểu như là ghép âm thanh vào ấy, nó sẽ rất là kiểu giống như là nó sẽ rất là bất sức hút. Mình không thích kiểu đấy các bạn, kể cả mình khản tiếng hay là mình có mất giọng đi chăng nữa mình vẫn anh chào các bạn hay không nói được, mình vẫn cố gắng làm clip cho các bạn xem chứ. Chứ không để nào mà ghép nhạc được nha. Mình thấy nhiều bạn bình luận kêu là nếu mà anh bị khản tiếng là đủ để mình xử lý thẳng đờ flat cái xử lý xạo này hư đủ bục phá ông quát đờ hở ấy bục phá các bạn ạ. Ui lục, một cái pha solo mà mình tính đam, mình đủ đam hạ gục The Flash nhưng mà không ngờ đến cái pha gọi là bộc phá của bạn ấy, thế mình chịu. Thật sự khá bất ngờ luôn khi mà bạn ấy sử dụng cái bộc phá. Mình không nghĩ tới cái trường hợp đấy các bạn ạ. Điệt ghê. Đó, yêu này. Mình biết là những cái clip của mình thời điểm hiện tại bây giờ nó nhạt hơn so với ngày xưa rất là nhiều. Nhưng mà các bạn cũng phải thông cảm cho mình. Nói chung là làm clip thì ý tưởng thì nó cũng thứ nhất là nó cũng cạn dần thôi các bạn ơi. Đấy, nói đi nói lại thì nó cũng nhanh gây nhàm chán. Chứ bây giờ mình cũng cố gắng hết sức như nhưng mà mình cũng chỉ được có vậy thôi. Ui, cờ đít nát. Hàng về. Chạy đâu? Quả cầu băng xương. Quả cầu. À đủ, láo nháo đấy nhở. Vẫn chạy được à? À không đủ tầm á. Không đủ tầm á. Ôi giời. Nào. Ẻn. Nè, làm gì? Hả? Bạn muốn làm cái gì? Trời ơi. Đây là bạn nó nhìn thấy mình nó đâu dám đuổi nữa đâu. Đuổi rồi cũng chả làm gì nhau, bị mình tròn rồi chứ làm gì. Ngon ngay. Được rồi, lát hồi nãy bộc phá này, bộc phá đi. Con bộc phá hộ tôi cái. Bay vào đây mình kiếm chuối này bạn. Chơi khô máu luôn bạn ơi. Phải ngại nhở, đúng không, ngán hơn dán nào. Một khi đã máu thì đừng có hỏi bố cháu là ai nhá. Ôi giờ. Lấy trụ luôn. Oánh trụ mà mình không cần lấy luôn các bạn, thấy không? Rồi, chơi mạo hiểm vậy luôn đấy. Chết này, bùa đỏ là chính thôi các bạn ạ. Bùa đỏ là chính thôi. Đánh người chỉ là công việc phụ thôi. Mình là mình khoái cướp bùa cơ, dừng cho bạn nó cứ gọi là rơi răng văng một đống. Chạy đi đâu, lao nhạo. À này, ta ra với chúng tôi này. Đấy, dừng cho bạn là dừng mình. Bùa đỏ cho bạn là của mình. Nha, bạn muốn ăn bùa đỏ thì bạn phải xin phép mình. Ok. Chứ không là không có đâu nha. Làm gì có cái kiểu ai cho bạn ăn mà đòi ăn. Chơi nó đi ngay mày. Chết nè. Úi giời ơi, vỡ mồm chưa? Xuống chưa? Anh ơi, anh xuống chưa?
các bạn thấy mình muốn đáng đáng không, đáng sợ không? Không phải là mình đánh hay, nhưng mà nói chung là cũng làm được về cái điều cơ bản, đó chính là múa nhảy nhảy, múa tung bay các thứ đập người như đập chuối. Mà một khi đã xanh lên rồi thì các bạn thấy mình được kể không chạy cách xa 10 mét mới là lạ ấy. Kiếm cái con mắc máu thôi, chứ mấy cái con tướng như Tara, The Flash, chơi đây, ui, bay chiu này, The Flash với chúng tôi hả? Chạy bạn ơi, triple kill, triple kill, hãy xem ta đây, Châu gặp Hảo cũng phải ngất ngây con gà Tây nhá, sao mà Châu được với tớ? Bạn thích Châu không? Bạn có thích Châu không? Các bạn đang xem clip của mình thì đăng ký kênh và like giúp mình với. Cái lượt đăng ký kênh thì nói chung là các bạn cũng không có gọi là mất cái gì, và lượt like cũng chả mất cái gì đâu. Nhưng mà nó sẽ là một cái niềm động lực để cho mình cố gắng làm thêm những clip cho các bạn xem cho nó phê như con dê ấy mà. Nói chung đó cũng là một cái niềm vui của mình ấy các bạn. Thì các bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh với nhá. Còn nếu các bạn thấy mình đánh hay thì có thể comment cho mình biết, khen mình một vài câu, lấy tinh thần, sốc lại tinh thần yếu đuối mỏng manh của mình cái nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Mình thấy bùa xanh tham bạn nó có đấy, nhưng mà mình qua một cái sẽ mà không cho nó đấm cho chết nữa. Thét, bùa xanh qua đấy, nếu mà mình qua chẳng may cho nó 3-4 đứa nó mai phục mình đấy. Ôi mình nhìn xuyên map mà các bạn. Ôi mình nhìn bản xuyên bản đồ mà, ghê lắm. Không phải là mình nhìn xuyên bản đồ, nhưng mà mình có thể phán đoán được xem bạn nó đang suy nghĩ cái gì và đang tính toán cái gì. Tại xem bạn đang tấn công với tướng Van Hell. Chắc mình kệ vào đấy đi ha. Mình sẽ chạy ra khu vực đứng giữa, mình chém mấy con lính này đó. Mới có 11 kill thôi mà. Lấy trụ dưới luôn. Tem bạn đang tràn về rất đông và hung hãn. Đợt vào lát tem bạn đã bật cái chiêu cuối rồi, mình chém một cái mình cũng lao vào với chiêu cuối và mình hạ cũng được một người rồi, đúng không? Chính xác là một người, hai người luôn rồi. Chết bô kêu. Đầu xanh bị chôn sắp mặt luôn rồi. Hiện tại mình đã có chiêu thức ở đây để hất tung nè, lao vào chơi nó luôn nè. Đâu rồi? Yêu thương cung sân nhà mai, không thể cho em hạnh phúc thôi nhé, anh sẽ lùi lại. Một người từng nói yêu anh bên anh và chẳng buông rời bàn tay, nhưng cớ sao giờ em đành lòng đổi thay. Ngày tháng em đêm khi ấy em từng nói với anh. Violet. What? The Flash kìa, lại thì bay múa may bay bổng với chúng Hảo nè. Chết nè, Krisnat này đi đâu? Double kill rồi. Mục tiêu của mình là chính là những vị tướng máu yếu như là Violet hoặc là con The Flash hoặc Krisnat thôi, chứ con Tara với cả con Bazoom nó trâu lắm. Sợ đánh nó không mất máu ấy. Sờ đó anh em ơi, quay lên các bạn ơi. Quay luôn nè. Quay luôn. Ai ạ, động xanh. Mạnh thế. Thôi nghỉ chơi, nó xanh đám to đấy nhở. Tính gọi là ấy rồi đấy, nhưng mà rất tiếc không thành công các bạn ạ. Tính win đấy. Mày hả mày, con quái này mày lì hả mày. Để cho nó cứ liềm đặt mạnh cái coi. Wow, đông quá đi trời. Quá đều. Gắt thế. Mấy bạn làm gì mà gắt thế? Ui Tara kìa. Ui máu chó thế nhờ. Mình lên mình đẩy trụ này bạn ơi. Mình đẩy. Ui giời. Mất liềm. Xém thì dụng trứng. Gắt nhờ. Khá là gắt đến từ theo bạn. Hiện tại mình vẫn đang ăn mạng vượt thời gian nha các bạn. Đi về coi. Lên cho nó cái dìu hưu ga nha, cho nó trâu trâu một chút. Cứ nhìn về người ta, hạnh phúc cao đã từng nghĩ, nhưng nay nhìn hơi ta nát lòng. Nhưng tất cả mới do mình lên phải đành vậy thôi. Ta nát lòng. Đờ phở lát hả bạn? Chạy dậu,
một em. Rồi ok, 16 kill loài mồm các bạn ơi. Thôi có lẽ mình kết thúc trận đấu đi, mình éo đánh nhau ở đâu. Trời ơi, 13 phút ăn mạng vượt thời gian nha các bạn. Hay không? Phải không? Phải liền. Cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Đừng quên cho mình một like nha. Bye bye. Chúc mọi người xem clip vui vẻ. Bạn nào muốn nick thì vào số của mình nha, dưới phần mô tả.